chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chương trình bây giờ đang là cục pin dự phòng 10.000 mAh bé nhất thế giới mà có hỗ trợ sạc nhanh 20W. Cục pin dự phòng này có tên đó là Vergo, mã hiệu VP1135. Các bạn biết Vergo thì quá nổi tiếng rồi đúng không nào? Và cục pin dự phòng này là cục pin dự phòng được chơihay.vn nhập chính hãng về để bán ra cho các bạn. Và các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 18 tháng. Vẫn chưa hết đâu. Nói có sách, mách có chứng. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới đây cho các bạn rất nhiều các cái dụng cụ để mình test luôn sạc của nó, để xem là cái dòng sạc của nó sẽ là bao nhiêu. Ở đây mình có một cái USB đo dòng điện đây. Đấy, mình có rất là nhiều các cái sợi cáp ở trên này. Và mình sẽ sạc cho những sản phẩm như sau. Thứ nhất đó là iPhone 7. iPhone 7 thì sẽ hỗ trợ sạc tối đa là tầm khoảng 7,5 cho đến khoảng hơn 8W. Đấy, đấy là tối đa của nó nhé. Còn bình thường thì các bạn sạc iPhone 7 ở nhà thì cái sạc của chúng ta nó chỉ nhận khoảng 5W thôi. Đấy, để xem cái cục này nó sạc nhanh được hơn cho iPhone 7 nữa hay không. Rồi, tiếp tục nữa nào. iPhone 11 Pro Max thì nó sẽ tầm khoảng 18W. Đấy, 18W hoặc có thể hầm tí cũng được, không vấn đề gì. iPhone 11 Pro Max. Tiếp tục nữa nào. K40 với cả K40 Pro thì nó có hỗ trợ sạc nhanh hơn, nó tầm khoảng 33W cơ. Tuy nhiên là cái cục pin dự phòng này thì nó chỉ hỗ trợ tối đa là khoảng 20W thôi. Thì mình sẽ kiểm tra xem là K40 với cả K40 Pro nó có nhận sạc tầm khoảng 18-20W hay không. Đấy, và cuối cùng nữa, những bạn nào mà đang sử dụng những cái sạc nhiều của những cái sản phẩm như Oppo và Realme, thì Oppo và Realme thì nó có công nghệ sạc riêng, thì liệu nó có nhận hay không, được chưa? Rồi, thế thì kết quả cho ra sẽ như thế nào đây? Mình sẽ bật cái ảnh lên, mình đã chụp, mình test xong mình chụp luôn. Đấy, cho các bạn xem luôn. Thì đầu tiên là khi mà mình sạc với cả iPhone 7 trước cái đã, thì nếu mà sạc qua cái cổng Type-A của nó đây này, cái cổng USB này, thì nó sẽ rơi vào khoảng 5,09V, 1,32A, nghĩa là xấp xỉ là 6,7W, nhanh hơn cái mức 5W mà các bạn hay sạc ở nhà với cái sạc thường ở nhà đấy. Còn nếu mà các bạn sử dụng đầu Type-C thì kết quả cho ra sẽ là 5,1V, 1,66A, nghĩa là khoảng 8,5W cơ mà. Nghĩa là nó có thể sạc cho cái iPhone 7 này rất nhanh được. Rồi, tiếp tục nữa nào. Khi mà mình sạc cho cái K40 Pro này đây, thì kết quả cho ra sẽ xấp xỉ gần 9V, 2A, nó tầm khoảng 8,85, 1,84A, kiểu như thế. Nhưng đã có những lúc là nó lên tới 9V, 2A rồi. Còn nếu mà các bạn sử dụng những sản phẩm Xiaomi ở nhà ấy, mà các bạn không có những cái máy đo dòng điện như này, thì bạn chỉ cần cắm sạc vào thôi thì nó sẽ hiển thị lên luôn. Đấy là sạc nhanh luôn, rất rõ ràng ở trên máy đấy. Và bạn dựng video sẽ hiển thị ra luôn cho các bạn. Đấy, mình không cần phải qua cái USB này để cắm vào luôn thì nó hiển thị luôn là sạc nhanh luôn. Đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. Đối với cả iPhone 11 Pro Max thì sao? Đây, iPhone 11 Pro Max thì nó sẽ nhận là 9,09V, 1,96A. Đấy, nghĩa là đây cũng là xấp xỉ là 9V 2A rồi. Nghĩa là 18W, nhận đủ 18W luôn cho các bạn nhé. Đấy, thì mình cảm thấy rất là hay đối với cả cái bộ sạc này đây. Đủ 18W cho iPhone 11 Pro Max. Đó. Thế còn đối với cả trường hợp của Oppo thì sao? Đây, đối với cả trường hợp của Oppo là chính là cái máy mà mình đang sử dụng ở đây này. Đấy, thì kết quả cho ra sẽ là 5,06V, 1,86A. Nghĩa là xấp xỉ gọi là 5V 2A đi, xấp xỉ khoảng gần 10W. Đấy, thế thì mình cũng chia sẻ luôn, đấy là cái Oppo này này thì nó chỉ nhận sạc nhanh VOC và nó không nhận bất kỳ một sạc nhanh nào khác. Nên là nếu mà nó lên được tầm khoảng 10W đã là tốt lắm rồi. Thậm chí là những cái sạc khác nó chỉ sạc được cho cái Oppo của mình tầm khoảng 5W thôi. Con này lên là tận 10W là quá ngon rồi, đấy là mình nói thật luôn. Đấy, các bạn cứ thử về mà các bạn sạc là các bạn sẽ thấy. Đấy, thế thì để cho cái trường hợp là nếu các bạn đang sử dụng điện thoại Oppo hay điện thoại Realme thì chúng ta sẽ mua những cái củ sạc như thế nào, thì mình cũng nói luôn, đấy là mình không bao giờ dành tiền cho những thứ gì mà mình không sử dụng đến. Nên là nếu mà mua điện thoại Oppo thì mình sẽ mua những cái cục sạc như này. Đây, ví dụ như là cái cục U27 này này. U27 này ngày trước mà mình cũng đã giới thiệu cho các bạn. Cục này có 199.000 đồng mà thôi. Và thậm chí là các bạn nhìn này, nó còn có đèn pin các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cục này thì nhiều bạn than phiền với mình, đấy là nó tương đối là dày, là tương đối là nặng. Đấy, thì nếu các bạn sử dụng những sản phẩm Oppo và Realme thì các bạn cũng có thể nghiên cứu sang cái cục mới này, là cục U32. Đấy, cục U32 này thì nó mỏng nhẹ hơn rất nhiều so với cục U27. Tuy nhiên là nó không còn đèn pin nữa.
Đấy, cũng U27 thì chơi 2.vn thì họ cũng sắp dừng bán rồi. Thì nếu bạn nào muốn mua thì có thể mua ngay bây giờ. Còn cục U32 này thì cái dung lượng pin nó lớn hơn, nó tầm khoảng 13.500 mAh. Và nó có tất cả là hai đầu ra, một đầu vào như này cho các bạn này. Các bạn thấy không? Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua cái cục này nhá. Và cục này này, hình như là nếu mình nhớ không lầm là cái cục này nó còn có cái chỗ rãnh này này, để các bạn có thể quấn dây sạc vào đây được này. Đây. Đấy. Mình thấy là có cái chỗ rãnh này, các bạn có thể quấn dây sạc vào đây này. Bạn nào mà quấn khéo là có thể quấn được vào đây đấy nhá. Đấy, các bạn thấy không? Rồi. Tiếp tục nữa nào. Đối với cả cái cục Verger VP1135 này thì nó có điểm gì đặc biệt? Đấy là các bạn nhìn đây nó có 3 đầu đúng không? Nhưng mà thực chất là nó là một cái đầu Type-C này của nó này. Nó vừa là đầu ra và vừa là đầu vào, nghĩa là nó sẽ có hai đầu vào và hai đầu ra. Đấy, và tất cả các đầu này thì nó đều là cái đầu sạc nhanh cả nhá. Xin nhắc lại là tất cả các đầu đều là đầu sạc nhanh cả. Đấy. Nên là khi các bạn sử dụng cái này, các bạn cắm cái sạc nhanh vào thì nó sạc cho cái mẫu này cũng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn như này luôn. Được bảo hành trong vòng 18 tháng. Bình thường các bạn biết là phụ kiện các hãng họ chỉ bảo hành tầm khoảng 3 tháng cho đến 6 tháng thôi. Con này bảo hành tới tận 18 tháng mà lại là hàng chính hãng nữa. Tất nhiên không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả, đúng không nào? Giá cục pin này sẽ là 399.000 đồng. Đấy, thì mình thấy là 399.000 đồng là cực kỳ hợp lý cho một cục nó quá nhỏ gọn như này. Nó cực kỳ nhẹ, cực kỳ nhỏ gọn, cầm lọt thỏm ở trong lòng bàn tay luôn và mang đi du lịch cực kỳ dễ dàng. Và thậm chí là chả cần phải gọi là mang đi du lịch đâu mà chúng ta mang đi hàng ngày nó cũng rất là dễ dàng, cho vào ba lô, cho vào túi sách, xách lên nó không cảm thấy bị nặng thêm một tí nào cả. Đấy là cái điểm mà mình rất ưng ý ở trên cái cục này. Và chắc chắn 100% sau khi làm xong video này, team bọn mình sẽ mua vài cục như này. Nó thật luôn, nó sẽ làm chó, được chưa? Đấy, thì bọn mình sẽ mua những cái cục pin như thế này. Và thêm một cái điểm nữa này, có một cái rất là hay ở đây này. Lúc bạn dựng video nhớ quay chám thêm cho mình nhé. Đấy là ở phía dưới này, nó có một cái móc để chúng ta có thể móc thêm một cái dây có thể để buộc vào tay chẳng hạn. Đấy, kiểu ngày xưa hoài niệm lại những bạn nào mà sử dụng cái điện thoại Nokia mà có móc ở phía dưới này đấy. Các bạn hình dung được không? Đấy, thì chúng ta cũng có thể móc thêm vào đây. Và để cho các bạn có thể tiết kiệm được tiền hơn thì bên chơi2.vn họ hỗ trợ cho các bạn thêm những cái bộ cáp như này. Tất nhiên ở đây là hỗ trợ giảm giá thôi. Bình thường những cái bộ cáp siêu bền này chúng ta mua sẽ rơi khoảng gần 100.000. Đấy, thì bây giờ khi các bạn mua cùng với cả những cái cục pin dự phòng như này thì các bạn sẽ chỉ mất có 70.000 cộng thêm cả free ship nhé. Free ship cả hai cái này luôn. Đấy, còn bình thường là nếu mà các bạn mua lẻ từng cục pin này thì các bạn sẽ phải mất phí ship khoảng vài ba chục nghìn gì đó. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nếu mà mua thêm cái sợi cáp này thì sẽ là free ship luôn. Đấy, và giá giảm đi khoảng 30.000 nữa, nghĩa là tổng cộng nếu mua combo thì chúng ta tiết kiệm được khoảng 50-60.000 đấy. Đấy, còn cái sợi cáp siêu bền này thì các bạn biết rồi đấy, nó rất là dày luôn này. Các bạn nhìn này, rất là dày luôn. Và mình nói thật chứ, kể cả có đập như này, đập như này, đập như này thì nó cũng không thể nào mà nó đứt được. Các bạn cầm cái này các bạn về sách vữa cái thứ thì thôi rồi luôn. Đấy, ví dụ bạn là chủ kênh YouTube Lộc Phụ Hồ chẳng hạn, bạn cầm cái này về bạn sách vữa thì chắc chắn là không bao giờ sợ bị đứt dây. Nó ok. Đơn giản vậy thôi nha. Các bạn cảm thấy sao về cái cục pin dự phòng 10.000 mAh bé nhất thế giới mà lại có chức năng sạc nhanh như này, cả ba đầu luôn nhá. Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.